Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em chính thức là dọn kho. Đây có những chiếc vàng đến từ hiệu Lexo, hai con duy nhất FX50 Plus này. Và những chiếc quản lý nguồn. Đấy, nhiều anh em có hỏi quản lý nguồn thanh lý thì hôm nay đây giới thiệu và thanh lý các em chỉ mấy trăm nghìn nhá. Mỗi chiếc quản lý nguồn và những chiếc vàng. Đấy, và kèm theo là đây anh em có thể thấy những chép kèn này, những bộ mic không dây. Giá rất là tốt cho anh em. Thì anh em theo dõi video ủng hộ Thế Anh Audio cho bên em xin một like, một đăng ký kênh nhá. Và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Đây video này ngắn này, em sẽ làm video ngắn giới thiệu qua cho anh em thôi. Đây đầu tiên phải nói đến này, đây hai con vàng. Vàng đến từ hiệu Lexo Aquatic, phiên bản là FX50 Plus. Em cũng để trong kho tương đối là lâu rồi. Đấy, dòng cơ lai số đây. Có đây anh em thấy đấy nhá, có cổng quang Bluetooth đầy đủ cho anh em. Đây và các cái đây đèn nháy ở mặt trước này, màn hình này. Cũng như là đây các hiển thị cổng kết nối, bật tắt chống hú. Đấy. Và đây chỉnh rất là dễ chỉnh này, repeat delay, bass chung và chép của echo này, bass chung và chép của nhạc này, bass chung và chép của mic đầy đủ ở đây. Anh em chọn cổng kết nối thì anh em chọn input này nhá, nó sẽ thay đổi các cổng kết nối. Đấy cũng như ba cái núm vặn này, đèn sáng rất là đẹp. Đấy, FX50 Plus Nexo nhá, còn hai chiếc duy nhất em dọn kho đây. Còn nguyên bụi nhá, hàng này thì em đã nói rồi. Là hàng một là anh em có thể bom hàng, khách là khách bom hàng, hai là để trong kho lâu ấy, em cũng không còn hộp gì đâu. Đấy, sẽ bán rẻ cho anh em thôi. Đấy, ok chưa? Đấy, có đầy đủ cổng quang Bluetooth này, vẫn còn nguyên các cái đường vào bằng hoa sen vẫn còn úp này, vẫn còn úp nguyên nhá, có mạ đồng đầy đủ cho anh em. Hai đường ra bằng ca lông này, một đường center, một đường súp. Đấy, rất là đẹp. Hoạt động bình thường nó hơi cũ một chút tại vì để trong kho lâu ấy. Có bụi bặm, có cũ một chút thôi. Ngày hôm nay nhá, có hai chiếc vàng này thanh lý cho anh em, duy nhất cho anh em ngày hôm nay. Chỉ có 800.000, bên em bao ship cho anh em. Em mua hàng nhắn tin số em. Chốt vàng FX50 Plus 800.000 bao ship tặng dây jack kết nối. Ok chưa? Giá rất là tốt. Đấy, chỉ có 800.000 anh em sở hữu một vàng cơ lai số này. Mua hàng có hai con duy nhất thôi nhá. Anh em nhắn tin ngay số em. Chốt vàng FX50 Plus 800.000 bao ship cho anh em. Đấy, rất là hay đây. Tăng nhạc một chút để anh em nghe tiếng nhạc nhá. Đấy, tăng cho anh em nghe một chút. Đấy, đấy một chút à, để anh em nghe tiếng nhạc. Đấy, cam kết là hoạt động bình thường, nó chỉ là dọn kho, nó hơi cũ hơi xước một chút thôi. 800.000 cho anh em nhá, giá rất là tốt. Chiếc vàng có hai con duy nhất. Hai chiếc vàng cơ lai số duy nhất cho anh em. Đấy. Và tiếp tục nhá, sản phẩm tiếp theo đây. Những bộ mic không dây đến từ thương hiệu Beyer VS690. Đấy, em còn 3 bộ này cũng sẽ giảm giá cho anh em. Đấy, anh em thấy nhá, về thiết kế rất là đẹp, thiết kế 3D mặt trước đây. Mặt trước có hai màn hình hiển thị kênh A, kênh B riêng biệt. Thiết kế lồi lõm 3D rất là đẹp. Cũng như là các điều chỉnh tần số, xét tần số sạch này, tăng giảm volume này. Đằng sau của nó thì đây. Để có đầy đủ các cổng kết nối, có hai đường ca lông này nhá. Hai ca lông anh em kết nối bản mixer hoặc là 6 ly anh em kết nối âm ly hoặc là vang đều được. Đấy, có anten rời để anh em kết nối sóng này từ 70 đến 100 mét. Tiếng thì rất là nhẹ anh em biết rồi. Riêng dòng Beyer thì tiếng cực kỳ là nhẹ và lịnh giọng. Đấy, đây sẽ quay cho anh em tay mic nhá. Đấy. Hàng này còn 3 bộ hàng mới nguyên hộp như này anh em nhá, tay mic thì đây. Em mở cho anh em xem này. Đấy, Beyer VS690. Tay là sơn tĩnh điện, chống bám vân tay màu đen. Dòng đuôi chuột côn neo. Đấy, và dọ là dọ inox rất là chất lượng đến từ thương hiệu Beyer VS. Đấy, rất là chất lượng cho anh em nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp sẽ bao gồm này, nguồn chống năn 6 ly anten đầy đủ cho anh em, có cả tai bắt tủ âm thanh. Con này thì anh em đi mua về nâng cấp gia đình hoặc là sự kiện dạp cưới kẹo kéo thì bao cho anh em rất là ok nhá, tiếng rất là nhẹ. Đây sẽ bật lên alo cho anh em này. Đấy, khi mà bật lên ở đây thì nó sẽ báo tín hiệu sóng, tín hiệu tiếng, pin trên đầu thu hết cho anh em nhá. Đấy thì em sẽ alo này. Nên 67890 7890 nên mùa xuân vừa đến hóa về chuyến những bàn tay bay nên. Đấy, tiếng cực kỳ là nhẹ và lịnh giọng cho anh em, những bộ Beyer VS690. Và đặc biệt ngày hôm nay bên em còn 3 bộ giảm giá cho anh em nhé, chỉ có 1.750.000. Bên em bao ship cho anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán. Hàng này là hàng mới nguyên hộp sẽ được bảo hành cho em 1 năm. Ok chưa? Đấy, giá chỉ có 1.750.000. Rẻ hơn hàng bãi, anh em mua hàng bãi những bộ Beyer ấy thì cũng phải tầm
triệu 9, 2 triệu, có thể 2 triệu 6, 2 triệu 7 tùy từng loại. Đấy, nhưng ngày hôm nay nhá, em thanh lý được bên kia giá rất là rẻ, chỉ còn 3 bộ. Thanh lý giảm giá luôn cho anh em 1.750.000, hàng mới nguyên hộp, bảo hành 1 năm, cam kết tiếng nhẹ, tiếng hay, sóng xa cho anh em nhá. Để anh em mua hàng nhắn tin số đại em, chốt mic buyer hoặc là chốt mic 690, 1.750.000, bao ship cho anh em. Ok ạ, giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay. Đấy, và tiếp tục đây, còn 3 chiếc quản lý nguồn cũng là dọn kho. Đây còn nguyên bụi, anh em nhìn thấy nhá, nguyên bụi. Một chiếc đến thương hiệu DBX, 2 chiếc BHD. Hàng này có đây, anh em ơi, có cái méo tai vì đây chắc là hàng này hàng bom, có khách bom nhá, có méo tai một chút, anh em thông cảm. Bù lại em sẽ bán giảm giá anh em nhá. Thì đây, giới thiệu này, nó có tất cả các chân cắm đều là các chân cắm đồng nhá, anh em lưu ý nhá, tất cả các chân cắm đồng. Đấy, DBX này có 9 cổng cắm và con PHD này có 10 cổng cắm. Anh em có thể bật tắt từng cổng ở đây. Đấy, bật tắt từng cổng. Hoặc là anh em có thể khi mà xảy ra sự cố điện ấy thì áp này sẽ nhảy này, đảm bảo là anh em đấu vào tất cả thiết bị điện vào đây được an toàn. Bật lên thì nó sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8. Và khi mà tắt đi thì tắt từ cổng 8 đến cổng 1. Đây em tắt đi nhá. Đây, để em chọn bypass này, tắt bypass đi này. Đây, vì em tắt đi. Em tắt thì sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1. Đầy đủ cho anh em. Chức năng còn hoạt động bình thường những chiếc quản lý nguồn này. Đấy, rất là chất lượng cho anh em mua về đi làm sự kiện thì anh em cắm một cái quản lý nguồn này đầy đủ các thiết bị, còn là gia đình thì anh em chống cháy chập mo ve rất là tốt cho anh em nhá, cực kỳ là tốt cho anh em. Đấy, có một màn hình hiển thị số vôn ở đây, anh em biết số vôn của gia đình mình. Đây, đầy đủ chức năng còn nguyên cho anh em nhá. Đấy, những chiếc quản lý nguồn này em cũng sẽ thanh lý cho anh em nhá. Một con DBX này, còn một con duy nhất nó hơi xấu hơn một chút thì em sẽ bán cho anh em là 700.000. Còn hai con PSD này 750.000, em bao ship cho anh em. Tất cả là hàng bên em bao ship cho anh em nhá. Ok chưa? Giá rất là tốt cho anh em. Chỉ có hai con PSD 750.000, một con DBX 700.000. Để em báo giá công khai cho anh em luôn. Tất cả chức năng hoạt động bình thường, hàng bom thì không thể tránh được. Có thể là xước xoát hay méo tai này, anh em thông cảm nhá. Rất là thông cảm cho em. Đấy, chỉ có 700 và 750.000 thôi ạ. Và tiếp tục sản phẩm tiếp theo đây. Những chiếc chép kèn. Đấy, chiếc kèn đến thương hiệu JBL rất là chất lượng, sẽ bổ sung cho anh em tiếng chép của dàn âm thanh karaoke nghe nhạc rất là sướng. Và tất cả vỏ là vân gỗ nhá, vỏ là vỏ vân gỗ hoàn toàn. Mặt trước là họng kèn này được sơn màu vàng đồng cực kỳ là đẹp, xung quanh là vỏ vân gỗ. Tất cả các bốn góc đều có ke, có đai cho anh em. Đấy, có ke đai đảm bảo rất là chặt cho anh em nhá. Và đằng sau đây ạ. Đấy, đằng sau đây nhá, JBL đây. Con này chạy chế độ 8 ohm đây, 92 decibel, có hai cái cầu ra loa đây, rất là chất lượng. Đây nhá, anh em đấu dây loa vào đây là xong. Đấy, xung quanh đây anh em thấy ke rất là đẹp, ke và bo góc đây rất là đẹp. Anh em để một đôi chép kèn này lên dàn âm thanh thì đảm bảo thứ nhất về độ thẩm mỹ nó rất là đẹp, như anh em nhìn độ đây rất sang trọng. Thứ hai là bổ sung tiếng chép cực kỳ là nhiều và anh em nghe nhạc hát karaoke rất là hay, rất là sáng tiếng cho anh em. Đấy, và những đôi chép kèn này em sẽ bán cho anh em này. Ở ngoài thị trường bán những đôi chép kèn đẹp như thế này mà không bao giờ có những loại bo góc như này đâu. Em thật, về em đặt riêng, dòng này em đặt riêng. Đấy, và làm độ hoàn thiện cực kỳ là kỹ. Anh em về nhà đấu trực tiếp vào đẩy hoặc âm ly đều được cho anh em. Em đã qua một cái hệ thống phân tần trong đây xử lý tiếng rồi. Đấy, xử lý cho anh em là xử lý làm sao là anh em đấu trực tiếp vào con đẩy hoặc con âm ly công suất 1.000-2.000W cũng ok cho anh em nhá. Đấy, giá hôm nay bên em sẽ giảm giá cho anh em những chiếc đôi chép kèn này, giá rất là tốt, ngoài thị trường bán thì 1.9 triệu đến hơn 2 triệu, nhưng ngày hôm nay thì anh Audio chỉ bán cho em 1.200.000, bên em bao ship cho anh em. Ok chưa? 1.200.000 bao ship, anh em mua hàng nhắn tin chốt chép kèn để số thoại em nhá. 1.200.000 bao ship cho em, nhận hàng anh kiểm tra thanh toán. Ok ạ. Đấy, mẫu đẩy 4 kênh thương hiệu ETC với công suất là DK1200W. Ok chưa? Giá rất là tốt, được thì anh Lô sẽ giới thiệu và sẽ xả cho em những chiếc đẩy 4 kênh, những chiếc đẩy 2 kênh này giá cực kỳ là tốt nhá. Thì em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ thì anh Lô cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thì anh Audio ạ. Thì đây em xin phép giới thiệu ngay cho anh em một mẫu đẩy 4 kênh ETC, mã là DK1200 với công suất là 1200W một kênh. Với 1200W một kênh này thì anh em có thể đánh nhá. Những mỗi cây này anh em có thể đánh một súp đơn 50, hoặc là anh em có thể đánh full 40 con 100, hoặc là một đôi 30, căng nét cho anh em luôn. Anh em mua về đánh full, đánh súp hoặc đánh array đều được cho anh em. Những chiếc đẩy với công suất là 1200W cây này. Đấy, về thiết kế mặt trước rất là đẹp,
một màu đen để cho anh em rất là dễ phối đồ. Đấy, các thiết bị màu đen rất là dễ phối đồ, nhá. Và đây, bốn núm vặn điều chỉnh công suất A, B, C, D. Anh em vặn công suất, vặn lên đâu, công suất lên đâu, đèn sẽ sáng lên đấy. Rất là chất lượng, cũng như là sẽ có quai sách. Anh em đi đâu, anh em sách ở đây. Bắt này rất là chắc chắn cho anh em nhá. Và có tai bắt vào tủ âm thanh. Đấy, cực kỳ chất lượng cho anh em. Và đằng sau của nó đây, em đang đánh trực tiếp nên sẽ quay hơi khó một chút, nên sẽ quay cho anh em, giới thiệu cho anh em đằng sau. Đấy. Như đây, đằng sau của nó đây anh em có thể thấy nhá. Nó sẽ có các quạt gió này, hai quạt gió hai bên, có bốn tín hiệu cầu giao loa, bốn tín hiệu rắc lưu trích và bốn tín hiệu đường vào, cũng như bốn tín hiệu đường link. Các chế độ đánh para, sitel, pride đầy đủ cho anh em. Đấy, rất là chất lượng. Nói chung là đầy đủ cho một con đẩy 4 cây. Anh em đi làm show sự kiện hoặc đánh gia đình đều ok. Đấy. Và đây sẽ quay cho anh em luôn mạch của dòng đẩy này. Không thể bỏ lỡ những cái mạch khủng như thế này được. Anh em thấy không? Mạch đây ạ. Em nhìn một cái bàn tay nó như thế này. Đấy. Nhìn bàn tay đây. Mạch tất cả ấy, bao cho anh em là nguồn đồng cho em 100%. Size này phải size. Size này phải size 20 cho anh em nhé. Size 20, nguồn đồng 100% luôn. Rất là chất lượng. Con này sử dụng là 16 tụ lọc nguồn 80V 22.000 microfarad. Đấy. Thì đấy, rất là khủng nhá. Đây 80V 22.000 microfarad cơ. Đấy. Và sử dụng thiết kế mạch là thiết kế mạch Class H. Nên hiệu năng cũng như là độ bền của con Class H này cực kỳ là tốt. Anh em biết nhá, riêng thiết kế mạch Class H là đánh rất là bền bỉ và độ bền của nó rất là cao. Và cộng thêm là đây, sò trường, tất cả là sò trường LGVK nữa thì anh em yên tâm là đánh cực kỳ khỏe cho anh em, đánh rất là căng và khỏe cho anh em. Con này sử dụng là 80 sò, tổng cộng là 80 sò. Đấy, và 6 sử dụng 64 sò chính, còn lại là bù áp, 16 sò bù áp cho 4 kênh. Đấy, rất là chất lượng nhá. 16 sò bù áp và 64 sò chính LGVK. Đấy, tất cả sò trường LGVK cho anh em. Rất là chất lượng. Ok chưa? 4 quạt gió, 2 quạt gió đằng trước và 2 quạt gió đằng sau. Đấy, một thiết kế mạch đây, vỉ mạch đen. Tất cả các vỉ mạch đều vỉ mạch đen. 64 sò LGVK cộng thêm bù áp nữa là 80 sò. Thì anh em yên tâm nhá, đánh cực kỳ khỏe cho anh em. Đấy, con này đánh rất rất là khỏe. Đấy. Thì đây, em sẽ test cho anh em đây. Vặn lên nhá, con này mỗi kênh này anh em có thể đánh một mỗi kênh là một đôi 30. Hiện tại em đánh một chiếc 30 thôi, đánh 50% công suất. Khỏe. Bạn chưa đến 50% công suất thôi. Đấy mà đánh cực kỳ là căng cho anh em. Và ngày hôm nay đây, những chiếc đẩy ETC DK1200 này. Đấy, 4 kênh nguồn và mạch rất là khủng cho anh em. 80 sò là gì? Tổng cộng là 80 sò là GVK. Đấy, cả bù áp. 64 sò chính thì đây, em sẽ thanh lý cho em. Giá giảm giá ngay cho em, giá rất là tốt, chỉ có 5.900.000. Bên em bao ship cho anh em và anh em được nhận hàng kiểm tra thanh toán. Anh em mua đẩy vui lòng cọc giúp em 300.000, còn lại nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bên em sẽ bao ship và tặng cho em 4 dây rắc kết nối, 4 dây ca lông kết nối cho anh em. Chỉ có 5.900.000, anh em không mua ở đâu được những con đẩy 4 kênh, công suất 1.200W, nguồn khủng như thế này. Sò trường, tất cả sò trường là GVK. Đấy, giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay, chỉ có 5.900.000, còn bao ship và tặng cho em 4 dây ca lông. Em được kiểm tra trước khi thanh toán, ok chưa? Giá rất là tốt, mua hàng anh em nhắn tin cho em. Chốt đẩy DK1200. Đấy, chốt đẩy DK1200 nhá. Và đây, một mẫu đẩy 2 kênh cho các bác về đánh gia đình, bao cho anh em đánh cực kỳ ok. ETC S800. Nếu mà 800W thì anh em mỗi kênh này em có thể ghép. Đây, mỗi kênh này nhá, anh em có thể ghép một đôi 30, mỗi kênh thì tổng cộng là 2 đôi 30 đều được. Đấy, rất là chất lượng. Đấy, 2 đôi 30 ở đây nhá, mỗi kênh. Hoặc là anh em có thể ghép 5 súp 40, hoặc là 3 những đôi loa 25, đôi loa lầm hoặc là đôi 30 đều được cho anh em. 800W gia đình anh em đánh cực kỳ là hay rồi. Đấy, và công suất nó là thoải mái cho em đánh gia đình. Với thiết kế này cũng rất là đẹp. Giống như con 4 cây như thôi, về rất thế rất đẹp. Điều chỉnh công suất AB, quai sách, tai bắt tủ âm thanh. Đấy, rất là đẹp nhá. Thì con này nó về cùng hãng. Đấy, thiết kế gần như giống nhau. Và bên quay cho em đằng sau này. Đằng sau trước khi quay nội thất. Đằng sau con này thì đầu tiên phải nói đến con này sử dụng hai quả gió đằng sau thôi. Đấy, hai quả gió hút gió nóng ra, rất là ấy, rất chạy cực kỳ êm ái. Cũng như là có bốn tín hiệu đây, hai cầu giao loa,
hai jack lưu trích và có hai tín hiệu đầu vào cũng hai đường link luôn nhá. Đấy, em lưu ý nhá, rất ít dòng đẩy 800W mà có đường link như thế này. Đấy, nhưng dòng này có thiết kế đường link cho em rất là chất lượng, cũng như các chế độ đánh đây, Bride Parasitel này. Đấy, Bride Parasitel và đây các cái cấu hình loa để anh em chơi. Đấy, không phải 75 hay 1.4, cực kỳ chất lượng. Và con này sử dụng mạch đây, quay cho em mạch của con này nhá. Đây, đầu tiên phải nói đến cái nguồn đây, nguồn này cũng rất là khủng, nguồn đồng 100% và nguồn rất là khủng cho anh em. Đấy, con này sử dụng là 8 tụ lọc nguồn 50V là 22.000 microfarad. Đấy, 8 tụ nhá, 800W mà 8 tụ thì rất ít những dòng đẩy mà 800W mà lại có 8 tụ. Đấy, thường nó chỉ có 4 tụ hoặc là 6 tụ thôi. Đấy, thường chỉ 4 hoặc 6 tụ thôi, nhưng dòng này nó 8 tụ lọc nguồn thôi, rất là chất lượng. Và con này đây, mạch con này sử dụng là 2, 4, 6, 7, 7, 2, 14, tổng cộng là 28 sò Japan chưa tính bù áp. Đấy, 28 sò chưa tính bù áp. Đấy, anh em thấy không, sò này, sò tất cả là sò Japan, sò Toshiba cho anh em, cực kỳ chất lượng. Và đây 14 sò một kênh, tổng cộng 28 sò chưa tính bù áp cho anh em. Mà 28 sò thì thật sự anh em là công suất đánh thì thôi rồi luôn, cam kết đánh cực kỳ là căng cho anh em. Đấy, mạch vì đỏ, dòng đẩy hai kênh chỉ sử dụng vì đỏ thôi anh em nhé. Đấy, vì đỏ, vì công suất, vì điện và vì tín hiệu đều vì đỏ hoàn toàn cho anh em, rất là chất lượng. Đây, thiết kế mạnh là Class H. Đấy, những dòng Class này anh em đánh rất là bền bỉ. Đấy, anh em nên mua những dòng này, rất nó đánh rất là lành. Đấy, đánh trong thời gian dài hoặc là anh em mua dùng lâu nó rất là lành, nó không bị lỗi vặt mấy đâu ạ. Đấy, rất là chất lượng. Những chiếc đẩy ETC S800 này bên em sẽ giảm giá cho anh em ngay nhá, chỉ còn 3.700.000 bên em bao ship cho anh em. Em mua hàng cọc giúp em 300.000, nhận hàng kiểm tra thanh toán, bên em sẽ bao ship và tặng cho em dây 2 dây ca lông, giá rất là tốt. Mua hàng em nhắn tin số đen chốt đẩy S800. Đấy, chỉ có 3.700.000, còn bao ship cho anh em và tặng cho em ra 2 dây ca lông. Ok chưa, giá rất là tốt. Hôm nay một mẫu đẩy 4 kênh ETC và một mẫu đẩy 2 kênh. Hai mẫu đẩy này em bán đang bán rất là nhiều trên thị trường và được cái Nhau Đô giới thiệu và sẽ bán giảm giá cho em, giá rất là tốt cho em ngày hôm nay. Thì theo dõi video, tiếp tục ủng hộ theo audio cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đô ạ. Xin cảm ơn anh em.